Trở lại với đề tài SSI, phần trước Jack đang nói về vấn đề thu nhập và tài sản. Thì nói tóm tắt lại cho thật nhanh, thu nhập là tiền mình đi làm, kiếm được từ đi làm, tiền từ những cái nguồn khác tới mà không phải do đi làm, hoặc là tiền không phải là tiền mặt mà sự trợ cấp giúp đỡ của người khác, hoặc là con cháu giúp đỡ trả tiền nhà, mua đồ cho mình, đó là chúng tôi tính là trợ cấp, là thu nhập, mặc dù không phải là tiền mặt nha. Và tài sản thì có tiền mặt, tiền trong các trưng mục ngân hàng, trong bank account, động sản, bất động sản, nhà đất, xe cộ và những cái tài sản cá nhân mà có giá trị, và tất cả những gì mà quý vị có thể bán ra tiền mặt được, nói chung là tài sản. Ngoài ra đó còn có hai vấn đề mà chắc chưa đề cập tới, nó gọi là deemed income và deemed resources. Deemed có nghĩa là xem như, nha quý vị, xem như, chẳng hạn deemed income là sao? Ok, bà A vào văn phòng social case xin tiền trợ cấp SSI, tôi không có đi làm, tôi không có tiền, tôi không có trợ, tôi không có thu nhập gì hết. Hỏi gì nói không có, không có. À, nhưng mà khi chúng tôi hỏi đến ông chồng đó, ông chồng có đi làm, thì tiền thu nhập của ông chồng là chúng tôi xem như là thu nhập của bà vợ, deemed income, mặc dù đó là không phải của mình, mà của người khác cho mình. Nhá. Hoặc là tài sản, bà nói tôi không có xe, tôi không có bank account, tôi không có gì hết. Trong khi ông chồng có 3 cái bank account, có 2 chiếc xe đứng tên, đứng tên xe cho con cái nữa. Thì những tài sản của ông chồng xem như là tài sản của bà vợ, mặc dù bà không có đứng tên gì hết, nhưng deem có nghĩa là xem như, không phải của mình, mà xem như là của mình. Quý vị nhớ nha, đó là nói về thu nhập và tài sản. Thì làm thế nào mà về tài sản đó, không phải là cái gì chúng tôi cũng tính. Như Jack vừa đề cập đó là chiếc xe đầu tiên chúng tôi sẽ miễn chứ không tính nhé. Còn nhà cửa thì sao? Thưa quý vị, nếu mà quý vị có một làm chủ sở hữu một căn nhà và quý vị đang cư ngụ sinh sống trong căn nhà đó là cái địa chỉ thường trú, là nơi quý vị sinh sống hàng ngày, thì chúng tôi sẽ không tính cái trị giá của căn nhà đó vào cái tài sản của quý vị. Ngoài ra, như Jack nói là những cái vòng vàng bạc nữ trang quý giá đó, chúng tôi sẽ không tính những cái vật có giá trị tinh thần, như là chẳng hạn như là nhẫn cưới, hoặc là những giá trị do cha mẹ ông bà truyền lại cho con cháu, những giá trị đó, những cái vấn vật quý giá đó, có giá trị tinh thần đó, thì chúng tôi không tính nhé. Ngoài ra đó thì còn có một số cái trường hợp mà chúng tôi có thể không tính, nhưng mà nó không có nêu ra hết, mất nhiều thời gian quá quý vị nha. Rồi, thì sau khi mà chúng tôi đã tìm hiểu về thu nhập và tài sản rồi, và những cái điều kiện mà chắc nói ở lúc đầu đó, trước khi chấp thuận và trả tiền trợ cấp cho quý vị đó, cái bước kế tiếp cũng vô cùng quan trọng nha quý vị nha. Chắc có trình bày khi nãy đó, làm sao xác định bao nhiêu tiền trợ cấp để trả cho quý vị. Không phải ai cũng giống ai, không phải trường hợp nào cũng giống nhau nhé. Thì chúng tôi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho quý vị dựa vào cái hoàn cảnh sinh sống của quý vị. Quý vị sống ở đâu, quý vị sống như thế nào, nó sẽ giúp cho chúng tôi xác định cái số tiền mà trợ cấp cho quý vị nha. Nếu mà quý vị sống một mình, mình thuê một cái căn apartment, một cái căn chung cư mình ở một mình, hoặc là một số quý vị là ở trong những cái senior apartment đó, những cái khu của người già đó, là quý vị sống một mình trong đó, chúng tôi trả tối đa tiền trợ cấp, không có gì thắc mắc nha. Nhưng nếu quý vị không có sống một mình mà quý vị sống trong một căn nhà của người khác, là sống với con cháu, sống với anh chị em, sống với người nhà đó, thì cái đó, cái hoàn cảnh đó nó khác đi. Chúng tôi phải tìm hiểu thêm trước khi xác định cái tiền trợ cấp cho quý vị. Ngoài ra đó, có một số quý vị đó
sống trong những cái boy care, là những cái nơi mà người ta lập ra để nuôi dưỡng những người già. Họ sống ở đó luôn luôn quý vị ơi, ăn ngủ sinh sống tại đó, không có về nhà. Thì cái trường hợp đó, sau khi mà chúng tôi xác định được là quý vị đang sống trong các cái viện dưỡng lão Bancare đó đó, thì chúng tôi sẽ trả số tiền khác đi nhé. Một số trường hợp nữa quý vị nên nhớ là nếu mà quý vị có vào bệnh viện hoặc là vào những cái nursing home mà do tiểu bang Medicare hoặc Medicaid trả tiền, thì quý vị chỉ nhận được của liên bang mỗi tháng là $30 một thôi. Tiểu bang cho thêm $20 tại California đó, được tối đa là 50 mà thôi nhé. Thì quý vị thấy đó, tùy theo cái hoàn cảnh sinh sống, cái nơi mà mình sinh sống, cái điều kiện sống, số tiền mỗi tháng nó sẽ trợ cấp khác nhau. Không phải ai cũng giống ai, một lần nữa chắc xin nhắc lại đó, không phải ai cũng giống ai. Quý vị đừng bao giờ so sánh tại sao ông A và B nhận số tiền đó mà mình không nhận số tiền giống vậy. Hoàn cảnh nó khác nhau, tiền trợ cấp khác nhau nha quý vị nhé. Một số người thưa quý vị, nhất là những người Mỹ đó, một số người Việt Nam chúng tôi cũng thấy ngay cộng đồng ở Orange County cũng thấy rất nhiều, đó là thành phần homeless. Những người đó họ không có một nơi thường trú cố định, họ ngủ đi lang thang ngoài đường, họ ngủ ở nơi này, ngày mai họ ngủ chỗ khác, họ nửa gầm cầu xó chợ là ngủ ở đâu đó. Thì những người đó dĩ nhiên là chúng tôi rất là quan tâm và giúp đỡ, nhưng mà chúng tôi cũng phải tìm hiểu thêm là cái hoàn cảnh người đó thế nào, có đúng là người đó là homeless hay không, thì chúng tôi sẽ trả tiền trợ giúp cho những người đó theo cái hoàn cảnh thích hợp như vậy. Quý vị nào đó mà ở chung với con cái đó, thì quý vị nhớ là quý vị đừng có thắc mắc là tại sao con tôi không có cho tiền tôi. Tôi có góp tiền, có phụ tiền, đóng tiền nhà cho con, mà sao sở an sinh xã hội SA cứ nói là con tôi cho tiền tôi. Đâu có cho tiền tôi đâu. Tôi trả tiền cho nó mà, thưa ông phải. Cái tiền như dắt để nói trên đó là không phải là tiền mặt. Chẳng hạn căn nhà đó mỗi tháng phải trả cho tiền mortgage nhà băng đó là $2,000. Chúng tôi phải xem trong gia đình bao nhiêu người ở, chi phí là bao nhiêu, chia ra mỗi người giúp vào bao nhiêu. Thì dựa vào đó chúng tôi sẽ xác định cái số tiền trợ cấp cho quý vị hàng tháng cho nó đúng. Thành ra quý vị nên nhớ là có sao quý vị cứ nói vậy, mình được trợ cấp theo đúng cái hoàn cảnh của mình. Tại vì nếu mà sau này chúng tôi phát hiện ra thì nó rất là phiền phức. Quý vị có thể phải trả lại những số tiền mà chúng tôi đã trả lố. Quý vị không có, đúng ra không có được nhận số tiền đó, chúng tôi sẽ đòi hỏi quý vị hoàn trả lại. Thế nên để tránh những trường hợp đó, chúng tôi kêu gọi cái sự hợp tác của quý vị. Thì mình có sao mình có nói vậy, chúng tôi giúp đỡ theo cái hoàn cảnh của quý vị nha quý vị nhé. Rồi, bây giờ một điều quan trọng nữa chúng tôi muốn nhắc nhở đó là cái sự quan trọng của cái hoàn cảnh sống đối với ASI nó quá quan trọng đi. Chắc phải nhắc đi nhắc lại hoài cho quý vị nhớ mới được. Chính vì cái sự quan trọng như vậy đó, cho nên bất cứ khi nào mà có một sự thay đổi gì đó, trong vòng 10 ngày quý vị phải báo cho cơ quan an sinh xã hội biết ngay. Quý vị có thể đến bất cứ văn phòng social security nào để mà thông báo cái sự thay đổi đó. Không giống như là chương trình social security, những quý vị mà đi làm đóng thuế lãnh tiền hưu trí đó, họ có thể đổi trên mạng online. Nhưng SSI quý vị không thể đổi trên online được. Quý vị phải liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Quý vị đổi địa chỉ, trong vòng 10 ngày báo ngay lập tức. Đổi số phone, đổi bank account. Trong người, trong nhà, có người dọn ra, có người dọn vào. Quý vị lấy vợ, lấy chồng, ly dị vợ, ly dị chồng. Trong vòng 10 ngày báo ngay lập tức cho chúng tôi biết. Nó vô cùng quan trọng, nó sẽ thay đổi cái tiền trợ cấp của quý vị. Quý vị sắp đi du lịch,
đi về Việt Nam chơi, đi hành hương Ấn Độ, Trung Quốc. Trước khi đi báo chúng tôi biết liền, mặc dù quý vị không đi quá 30 ngày, chúng tôi cũng muốn biết, tại vì có thể quý vị đi gặp chuyện gì sẽ trở lại không kịp 30 ngày làm sao. Thành ra mặc dù đi không quá 30 ngày, chúng tôi cũng cần biết, quý vị phải thông báo. Khi trở về nhớ trình diện chúng tôi là tôi đã trở về Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời máy, sắp sẽ trở lại về vấn đề RSI sau phần quảng cáo.